Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi mà nhà nước thu hồi đất. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 và thay thế quyết định trước đó đã ban hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2017. Theo quy định mới này, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Nếu không có đất bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa khi di chuyển đến nơi ở mới được bồi thường chi phí di chuyển là 10 triệu đồng trên một hộ gia đình. Người bị thu hồi đất ở mà không có chỗ ở khác thì trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới được bố trí vào nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà. Đối với trường hợp hộ có 6 nhân khẩu trở xuống, hỗ trợ 5 triệu đồng trên một hộ trên một tháng. Trường hợp có thêm 6 nhân khẩu thì hỗ trợ thêm cho nhân khẩu tăng thêm là 500.000 đồng trên một người trên một tháng. Khi hộ nhận đất tái định cư thực tế sẽ được hỗ trợ tiếp 6 tháng tiền thuê nhà trong thời gian xây dựng nhà ở. Thành phố cũng sẽ bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 và chiều ngày 31 tháng 3, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã báo cáo về dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 với tổng nguồn vốn đầu tư là gần 10.000 tỷ đồng. Hiện dự án này đã đạt khối lượng trên 96% nhưng chưa thể tiếp tục thực hiện vì vướng mắc các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư theo hợp đồng BT. Theo đó, nút thắt là việc thành phố Hồ Chí Minh có thể thanh toán cho nhà đầu tư với 16% giá trị hợp đồng bằng quỹ đất, 84% bằng tiền hay thanh toán 100% bằng quỹ đất. Vướng mắc chính hiện nay của dự án liên quan đến phương án thanh toán cho nhà đầu tư. Để tháo gỡ vướng mắc dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị chính phủ ban hành nghị quyết của chính phủ cho phép tiếp tục triển khai dự án theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan dự án này. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện thanh toán, quyết toán đối với toàn bộ dự án để loại bỏ những bất hợp lý, chống thất thoát, lãng phí, đừng đổ lỗi cho chính phủ nếu dự án này không phát huy hiệu quả vì thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt dự án này. Chính phủ sẽ tháo gỡ khó khăn nhưng thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện thanh toán, quyết toán đúng quy định của pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đồng Nai tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Dây. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Thăng Long và các nhà thầu thi công, nguồn cung ứng vật liệu của địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ thi công, đặc biệt là vật liệu đắp nền đường do một số mỏ vật liệu cung cấp cho dự án đang khai thác chỉ được cấp phép khai thác với khối lượng thấp, một số mỏ vật liệu chưa được địa phương cấp phép khai thác và còn vướng mắc tại một số vị trí làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công trình. Để đẩy nhanh thi công đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương ưu tiên tạo mọi điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh thủ tục đảm bảo cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án, cấp phép gia hạn, nâng cấp công suất mỏ, đáp ứng được yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 04 ngày 21 tháng 3 năm 2019. Ngày 31 tháng 3 là hạn chót của quá trình 4 tháng chạy thử các đoàn tàu tại dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông trước khi Bộ Giao thông Vận tải tiến hành bàn giao cho thành phố Hà Nội. Dự kiến thì công tác chuẩn bị bàn giao sẽ được thực hiện trong tháng sau. Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Hà Nội đã thống nhất giao Ban quản lý dự án đường sắt và công ty Metro Hà Nội bắt đầu kiểm đếm, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài sản của dự án. Thời gian dự kiến từ 3 đến 4 tuần. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Hà Nội sẽ thống nhất thời điểm bàn giao, đưa đoàn tuyến vào vận hành, khai thác chính thức. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh hệ số giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến của người dân có đất thu hồi vào năm 2021. Theo đó, đất phi nông nghiệp đối với đất ở vị trí 1, đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K tại quận Bình Thạnh là 4, quận 1, 3, 5, 6, 7 có hệ số K 4,5, quận 11 có hệ số K 5, quận 4, quận 8, Tân Bình, Phú Nhuận có hệ số K là 5,5, quận 10 có hệ số K là 6, quận Tân Bình, huyện Bình Chánh có hệ số K là 6,5, thành phố Thủ Đức, quận Tân Phú có hệ số K là 7,5, huyện Nhà Bè có hệ số K là 8, quận Gò Vấp có hệ số K là 8,5, huyện Cần Giờ có hệ số K là 9, huyện Hóc Môn có hệ số K là 11, quận 12 có hệ số K là 12, huyện Củ Chi có hệ số K là 13. Đối với các vị trí còn lại, vị trí 2 là các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên khi hệ số K 0,5. Vị trí 1, vị trí 3 là các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m, hệ số K 0,8. Vị trí 2, vị trí 4 là các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại hệ số K 0,8, vị trí 3.
Savo Việt Nam vừa công bố báo cáo bất động sản công nghiệp với diễn biến tăng nhiệt cả về nhu cầu lẫn giá thuê ở hai miền Nam Bắc. Nhu cầu đất sản xuất lên cao khiến cho giá thuê tại nhiều khu công nghiệp ở cả hai miền Nam và Bắc đã đội lên thêm 15-18%. Dù giá thuê đất sản xuất đã ở ngưỡng cao và không ngừng tăng lên, nhưng bất động sản công nghiệp vẫn tiếp tục ghi nhận tỷ lệ lấp đầy và có xu hướng bị thiếu hụt nguồn cung ở một số địa bàn trọng yếu. Savo Việt Nam nhận định giá thuê đất tăng cao là mối lo ngại đối với các ngành sản xuất có giá trị thấp và tỷ suất lợi nhuận không cao như là dệt may, nội thất. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định số 486 phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. Theo quyết định, tổng diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 674,53 ha, chiếm 1,14% trong tổng diện tích theo quy hoạch chung đã được phê duyệt. Quy mô dân số dự kiến tại các địa điểm điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 51.500 người, có 8 địa điểm được điều chỉnh quy hoạch. Trước những sai phạm liên quan đến dự án bất động sản tại số 33 Nguyễn Du và số 343642 Chu Mạnh Trình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành thu hồi sổ đỏ và đã cấp cho Vinafood 2 điều tra làm rõ hành vi lập khống dự án để vay hơn 6.000 tỷ đồng của Ngân hàng Công ty Việt Hân Sài Gòn. Ngày 31 tháng 3, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đắk Lắk căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh các đơn vị liên quan nếu cần kiểm tra, rà soát, xác minh làm rõ thông tin nhà ở xã hội dành cho cán bộ, công chức, viên chức tại khu dân cư KM4-5 đường Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột đang được giao bán trái phép trên mạng xã hội với giá cao so với thực tế. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân, tổ chức liên quan việc tiếp tay môi giới, móc nối thực hiện sai quy định về việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội nếu có. Kết quả kiểm tra xác minh gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 4. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn tỉnh, công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án lớn và việc sáp nhập, thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng thông tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình xây dựng và bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.